cơm vàng cơm bạc nhà ta, chan cơm hầm cháo hoa nhà người, người chém chết. Bỗng bang bang, bang bang bông bông. Con bỗng này gọi mãi mà nó chưa nổi lên nhỉ? Chim sẻ gọi đại bang, chim sẻ gọi đại bang. Cái con lóng này mới lại cả mật khẩu mật ngữ mà nó cũng không nổi lên nhỉ? Tiền sư con bỗng mày đâu rồi? Tao gọi nhẹ nhàng thì mày không nổi lên, hay là mày bị để tao ném thức ăn vào đầu mày như mưa, như là tao ném vào đầu bọn cá ba sa nơi cá cha, bơi toàn toãn ở dưới cầu toãn lên cầu tiêu, hả? Hay là mày bị để tao nổi điên cấp độ 2, cấp độ 7, cay cấp độ 7, tao ném cái xô nhựa vào đầu mày? Anh sư cha tổ bố con bỗng, lên đất lên tặng không thì bảo, hay là mày bị để tao là tao nhổ cái răng của mày? Như là một ca sĩ tên là Bống vào những năm 1990 có răng khảnh răng nanh, bị người dân rồi ôi chê là cá sấu nên cũng đi nhổ răng đấy. Thực ra thì em thấy ca sĩ Bống xinh mà, đâu có cá sấu gì đâu, nhưng mà chắc là không thích răng khảnh răng nanh thôi. Tao truyền đời cho cậu họ nhà mày biết nhé, mày mà không nổi lên ăn lên đất là tao cũng vặn răng mày ra, như là ca sĩ Bống Bống Bang Bang cũng bị nhổ răng vặn răng đấy. Bống ơi, bang 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 tùm mùm. Có lên đất không? Này, tiên sư con bỗng nhé! Là mày để tao nổi điên lên cả 7 cấp độ, cay cấp độ 7, tao ném cái xô nhựa xuống ao, ném vào đầu mày! Hôm nay tao đang duyên dáng, mặc áo, xương xa hạt liệu, lóng nga, lóng lánh, lóng nha, lóng nhánh thế này mà mày bị để tao mất mặt à! Mày có lên đất không thì bảo, có lên tọng không thì bảo, tao còn đi gặp bạch mã hoàng tử của tao! Đang đứng bên bờ ao, hát bài, chuyện cái ao. Lại chuyện bấy lâu lòng anh cứ thấy nao nao, kéo uống trong anh đào.